đây là thành phẩm của món thịt ba chỉ kho tiêu mình vừa mới làm xong. Với cái công thức này thì các bạn có thể làm để ăn kèm với xôi hoặc là ăn kèm với bánh mì đều rất là ngon và hấp dẫn. Và làm sao để chúng ta làm được món ba chỉ kho tiêu ngon hấp dẫn như thế này thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một quả dừa này, 600g thịt ba chỉ hoặc 500g thì các bạn cũng có thể dùng cái liều lượng như thế này nhưng giảm đi một chút xíu thôi các bạn nhé. 3 củ hành khô. Để ướp món này thì các bạn chuẩn bị cho mình ở đây đó là 1 thìa ăn phở dầu hào, 2 thìa ăn phở nước tương chinsu, 2 thìa ăn phở nước mắm, 5g tiêu hạt. Ở đây, các bạn sẽ dùng cho mình đó là 1 muỗng cà phê bột điều, 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay các bạn nhé. Rồi, và để cho món này được ngon và thơm thì không thể thiếu được đó chính là cái phần sơ chế thịt các bạn nhé. Các bạn sẽ xả cho mình 1 chậu nước, sau đó thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 trái chanh. Bước sơ chế là bước mà mình luôn luôn nhắc các bạn ở những cái món ăn, bởi vì khi mà chúng ta sơ chế được cái thực phẩm nó sạch thì cái món ăn của chúng ta nó cũng ngon hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ vắt ra, chúng ta lấy nước cốt của 1 trái chanh cộng với 1 muỗng cà phê muối thêm với hơn 1 lít nước. Sau đó cho thịt ba chỉ vào đây để các bạn ngâm. Và thịt ba chỉ thì mình cũng sẽ nói qua một chút. Để lựa chọn thịt ngon thì các bạn nên lựa chọn cái phần rút sườn, bởi vì cái phần thịt rút sườn thì thịt nó mềm và nó không bị khô, ăn nó sẽ ngon và hấp dẫn. Cộng thêm có một chút phần sụn nữa thì ăn nó rất là giòn các bạn ạ. Và các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước muối chanh 10 phút. Ở đây thì mình lấy được 300ml nước dừa. Còn nếu như mà các bạn không muốn mua dừa non như thế này thì các bạn có thể mua một túi nước dừa 300ml ở ngoài chợ, thì nó thường là từ 5 đến 10 ngàn thôi. Phần hành khô này thì các bạn sẽ thái lát mỏng. Và bây giờ sau khi mà các bạn đã ngâm thịt được 10 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ rửa sạch. Các bạn dùng cái phần chanh các bạn chà sạch ở cái phần bì. Các bạn rửa sạch lại với nước, sau đó để ráo. Bây giờ thì các bạn sẽ cho các gia vị vào đây để ướp thịt nhé. 2 thìa nước tương, 2 thìa nước mắm, bột điều, bột ngọt, bột nêm và tiêu xay, dầu hào, tiêu hạt.
sau đó thì các bạn sẽ ngâm thịt này trong khoảng thời gian là 1 giờ đồng hồ cho mình các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã ướp thịt được 1 tiếng đồng hồ như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đem cái món thịt này đi để nấu các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi, sau đó thì các bạn sẽ thêm vào đây một chút xíu dầu ăn các bạn nhé. Khi các bạn phi thơm lên rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho thịt vào. Các bạn sẽ cho thịt vào và cho nước dừa. Đun đến khi cạn nước các bạn nhé. Và mình có một cái lưu ý, đó là với món này thì các bạn đun lửa nhỏ liu riu thôi, càng nhỏ càng tốt. Thì cái món thịt nó sẽ chín mềm và ngon. Đặc điểm của cái món này là thịt phải mềm các bạn nhé. Mình chờ nó sôi, sau đó mình hạ lửa nhỏ. Khi mà nồi nước nó bắt đầu sôi lên như thế này thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ xuống liu riu cho mình. Đun đến khi cạn nước các bạn nhé. Thường thì món này sẽ nấu từ 2 đến 2 tiếng rưỡi. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã nấu cho mình được 2 tiếng như thế này rồi, mình nấu ở lửa rất là nhỏ cho nên là mình không cần phải thêm nước. Và khi mà các bạn thấy nước nó sền sệt lại như thế này thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé. Với món này để ngon hơn thì các bạn sẽ nướng qua cho mình khoảng 10 phút để cho nó xém lại cái phần vỏ phía ngoài của miếng thịt. Các bạn sẽ gắp cái phần thịt này ra một cái đĩa. Đó. Các bạn sẽ để cái phần thịt này thật nguội, sau đó thì các bạn đem nướng cho mình nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã để miếng thịt này nó nguội như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ đem nướng cho mình nhé. Nếu như mà các bạn không có lò nướng ấy thì các bạn cứ như vậy các bạn thái ra ăn thì cũng rất là ngon rồi. Còn nếu như mà ai mà có lò nướng thì các bạn nên nướng xém ở phần phía ngoài này đi, ăn nó sẽ rất là hấp dẫn. Bây giờ thì các bạn sẽ làm nóng lò trước 5 phút cho mình ở nhiệt độ đó là 230 độ và hai lửa các bạn nhé. Các bạn đã làm nóng lò rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho thịt vào để các bạn nướng nhé. Và các bạn sẽ nướng cho mình trong khoảng thời gian là 10 phút ở nhiệt độ là 230 độ C và tùy nhiệt độ của lò để các bạn căn để thịt không bị cháy các bạn nha. Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn nướng xong thì cái phần phía trên của cái miếng thịt này nó đã xém lại được như thế này đây. Các bạn chờ nguội một lát rồi chúng ta sẽ thái các bạn nhé. Sau khi mà các bạn để phần thịt nó nguội bớt một chút rồi thì bây giờ các bạn sẽ thái nhé. Đây các bạn ơi, và đây là toàn bộ thành phẩm của cái món này. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.